Chào mừng các bạn đã tới với Lý Kim kể chuyện ma của Chu Hoài Bảo. Fire, trời ơi, tự nhiên mới vô cái đệt ra là sao vậy mấy má ơi. Hello TV's, hello các bạn ơi, xe Lý Kim lại ủng hộ Bảo nha. Đủ 3.000 bạn, bạn sẽ bắt đầu kể chuyện ma nha. Fire, coi có lắc không? Được chưa? Coi có lắc cái điện thoại, coi có lắc không? Đủ 3.000 bạn, bạn sẽ bắt đầu cái chuyện ma nha. Hello Linh, hello Ngân, hello Hi, hello Kim, hello Hà nha, hello mọi người. Hi, kure no ne no chike kure no mane ko. Hello Khoa Nam, hello Tiến Đạt, hello Tiết Nga, hello Mai Nguyễn nha, hello Nguyễn Ngọc, hello. Các bạn nhớ share Ly Chim ủng hộ Bảo nha, để có thể nghe được nhiều câu chuyện hay hơn. Vô. Câu chuyện đầu tiên là một bạn đã gửi cho chúng ta, đó là một bé gái đã gửi cho chúng ta và bé đó xin được giấu tên. Câu chuyện này là bé đó được nghe từ chị của bé đó. Chị của bé đó là người trải nghiệm câu chuyện này. Và bé đó đã được nghe chị của bé đó kể. Và bé đó kể lại cho Bảo. Nói chung là vậy đó. Để Bảo kể lại cho mọi người. Thì câu chuyện là như vậy. Để mình đặt một cái tên đi ha. Chị của bé đó tên là Xuân Đào. Chị của bé đó tên là Xuân Đào. Rồi chị của bé đó ở dưới quê có một con bạn thân nữa tên là Tú Hảo. Xuân Đào và Tú Hảo là đôi bạn thân từ nhỏ. Thì khi mà lớn lên á thì hai cái người này nè quyết định là sẽ lên Sài Gòn lập nghiệp. Thì trước khi mà lên Sài Gòn á thì hai người ở dưới đây có ở dưới đây có tiệm spa đó. Cho nên hai người đã đi học một khóa làm spa gọi là nặng mụn nè, rồi làm tất cả các dịch vụ massage này nọ, rồi đi học rồi có bằng luôn nha các bạn. Xong rồi lên trên Sài Gòn lập nghiệp. Thì đợt vừa đi xe lên đó là khoảng tầm chừng 6 giờ sáng là bắt đầu hai bạn này là bạn Xuân Đào và bạn Tú Hảo là bắt đầu đi rồi. Thì khi mà đi lên trên Sài Gòn á là khoảng được 11 giờ trưa. Khoảng là gần 11 giờ trưa chứ gần 11 giờ trưa. Thì đứng ngay cái địa điểm đó là địa điểm ở quận 12 nha các bạn. Địa điểm đó là địa điểm ở quận 12. Thì khi đang đứng như vậy nè, bạn Xuân Đào á với bạn Tú Hảo á đang tính đi kiếm phòng trọ, kiếm cái phòng nào rẻ rẻ thôi, tại vì mình cũng mới lên đây lập nghiệp mà mang cũng không có nhiều tiền, không có dư giả tiền, với lại mình còn phải đi tìm công việc nữa. Thì bắt đầu đang đứng một hồi như vậy á, làm như á là có một cái ông kia, đó là ông chủ nhà đó các bạn. Cái ông chủ nhà đó đó, ổng đi ra ngoài, ổng thấy ông chủ nhà nha, ổng đi ra ngoài ổng thấy hai cái bạn này đứng đó mà kiểu như là xách ba lô, túi xách rồi quá trời luôn, kiểu như là nhìn là biết cái quê rồi các bạn. Nhìn là thấy biết là con phèn. Chứ còn dính phèn thì phải làm sao nè? Phải ngâm từ từ và rửa. Đó, thì ông này ông thấy vậy cái mới hỏi là ủa hai cháu đi tìm phòng trọ phải không? Cái xong rồi bạn hả? Mà bạn Xuân Đào bạn quay qua đúng rồi chú. Yes. Thì cái ông này ông mới nói là chú còn một cái phòng với các con, chú cái phòng này chỉ có 900.000 thôi nha. Chú là cho mướn phòng là còn ổng có nguyên một cái nói chung là ổng có nguyên một cái dãy phòng trọ luôn á. Thì ổng nói là ổng còn cái phòng ở cuối cùng, cái phòng số 13 thì chỉ cho mướn 900.000 thôi, còn những cái phòng còn lại á ổng cho mướn tới 1.2 triệu lận. Thì cái con Tú Hảo đó các bạn nó mới kêu hả, what the fuck, ủa chú ơi sao cái phòng đó lại 900 còn mấy cái phòng còn lại là 1.2 triệu vậy chú, chắc cái phòng đó nhỏ lắm hả chú, chắc cái phòng đó nhỏ lắm phải không? Thì cái ông này ổng mới nói là không. Con phân mì quá con ơi. Thiệt ra là cái phòng đó nó không có nhỏ, mà là tại vì chú thấy các con là gái quê á, em ở nhà quê mới lên á, cho nên chú giảm giá cho các con thôi, thấy các con còn đang tìm phòng. Với lại các con ở thì các con có sợ cái gì không? Tự nhiên cái ông đó nói với bạn Tú Hảo vậy. Cái xong rồi bạn Xuân Đào á, bạn nghe được cái bạn kêu sợ gì chú, trời ơi ma hả, chắc chú tính nói là ma đúng không? Trời, thời buổi này làm gì có ma nữa trời. Bạn Xuân Đào các bạn cũng nó bét dở lắm các bạn. Nó làm như nó Superman, Superhero vậy. Nó kêu thời buổi này làm gì có ma nữa. Ma nó sợ tụi con đó. Ma nó phải sợ tụi con đó ông. Tụi con là quỷ rồi. Cái xong rồi cái con Tú Hảo á, nó mới kêu rằng đúng rồi, con bạn con nói đúng á. Ma nó phải sợ tụi con biết võ mà chú. Ở dưới quê con học võ. Chú đừng có lo, bây giờ chú cho con đi coi phòng đi. Tại vì các bạn nó đi xe từ đây tới từ ở dưới quê lên rất là mệt các bạn.
rất là tired, rất là tired. Với lại cộng hai đứa này nó cũng sơm sơm, kiểu mà đã bá đạo các bạn, kiểu mà cặp đôi bá đạo á, kiểu mà cặp bạn bè mà với nhau khùng khùng điên điên với nhau đó, các bạn hay làm trò đó, thì nó rất là bá đạo. Thì nó nói vậy xong cái ông kia ông kiểu wow đù á đù, ông kiểu đúng ông muốn á đù luôn các bạn, đù mà men bay. Xong rồi ông dắt mấy đứa này xuống vô cái phòng trọ, là phòng trọ ở cuối luôn, ở cuối hành lang luôn. Thì phòng trọ đó là phòng trọ số 13. Ông kêu là đây là cái phòng của tụi con nè. Thì hả cái bạn Xuân Đào quá, các bạn bạn mới mở cửa ra. Khi bạn vừa mở cửa ra nha các bạn, trời ơi cái phòng nó hôi mà nó thúi, mà kiểu như là mấy kiểu như là khoảng 5-6 đứa đứng ở trọng mà địch vậy đó các bạn. 5-6 đứa cùng nhau địch thả bơm, nó thúi quắc luôn các bạn. Chỗ gì mà bu đông thì thúi quá, chỗ bạn Xuân Đào mới mở cửa ra mà ôi trời. Xong vậy nè các bạn biết sao không? Cái khi mà vừa mở cửa ra thì từ ở trong phòng, từ ở trong trong cái phòng số 13 đó, có một cái con mèo, nguyên một cái con mèo tam thể nha các bạn. Nó chạy trong phòng, nó chạy ra, chỗ nó vô ra nha các bạn, nó như vồ mò nó chạy ra. Mà kiểu các bạn biết cái kiểu mà con mèo nó sợ sệt đó, mà là giống như là ai làm gì nó bỏ chạy nhanh các bạn, nó chạy rất là nhanh, nó co giãn cái người nó ra vậy nè. Thì tự nhiên bạn Xuân Đào bạn sợ quá các bạn, bạn hồi hộp, bạn hú hồn chim én mà. Cái xong rồi hả, ông kêu nó là thôi bây giờ các con cứ dọn vô phòng đi, rồi dọn dọn dẹp chút xíu đi, lát hồi á ông ra đây ông thu tiền, rồi ông kiểu như là ký hợp đồng á, làm ký hợp đồng các bạn hiểu không, vô nhận phòng mình phải ký hợp đồng đúng không. Ừ, khi mà vô chổng gì đó cái bắt đầu bạn Xuân Đào với cái bạn Tú Hảo nè, bạn mới bắt đầu lau dọn cái nhà. Lau dọn cái nhà xong á thì tự nhiên bạn Xuân Đào á, bạn chợt nhớ ra, bạn Xuân Đào bạn chợt nhớ ra là ô kìa, à chết cha, mình phải đi cúng. Tại vì bây giờ là mình chuyển vô nhà mới là mình phải cúng. Thì bắt đầu bạn Xuân Đào mới nói với bạn Tú Hảo là mày ở đây nha, mày ngồi ở đây nha, đợi tao chút xíu tao đi ra ngoài chợ tao hỏi cái ông mà chủ nhà coi gần đây có cái chợ nào không, tao ra ngoài tao mua bánh trái rồi xong tao vô đây cúng, gọi là cúng xong nhà. Thì khi mà cái bạn Tú Hảo nghe bạn Xuân Đào nói vậy thì bạn Tú Hảo kêu ok mày cứ đi đi ok. Xong rồi khi mà bạn Tú Hảo đang ngồi ở trong nhà thì tự nhiên các bạn, trong nhà hiện tại là chỉ còn một mình bạn Tú Hảo nha, Tú Hảo alone nha. Tự nhiên Tú Hảo nghe ở trong phòng vệ sinh, tại vì cái mô hình nó là gì nè, khi các bạn vừa mở cửa vô là các bạn sẽ thấy có hai tầng. Một tầng là ở đây nó có cái cầu thang để cái gác đây đúng không, thì cái cầu thang nó đây nè đó, cái cầu thang để đây đi lên gác nè. Thì ở đây nó là cái nhà bếp ở bên này và cái nhà bếp nhỏ ở đây, rồi xong ở đây là cái phòng tắm đó. Thì cái bạn Tú Hảo ngồi ngay giữa nhà đó, gần ngay cái cửa. Thì tự nhiên bạn Tú Hảo nghe tiếng bước chân, với lại giống như là tiếng giống như có ai xả nước trong nhà tắm nha các bạn, nó cứ xì xì xào xào chổng, tiếng vòi xe đó các má, tiếng vòi sen. Thì bắt đầu bạn Tú Hảo cũng không phải là một cái dạng người mà gan lì đâu các bạn, bạn Tú Hảo kiểu giống như là bạn cũng gan cũng nhỏ lắm, trừ khi nào có cái con Xuân Đào ở kế bên thì bạn Tú Hảo mới dám ăn to nói lớn, kiểu giống như là có đồng bọn á, kiểu đi đông đông á bạn mới dám chửi người ta. Mà thí dụ mà đi một mình là bạn không dám chửi người ta đâu, bạn Tú Hảo là vậy đó. Cái các bạn biết sao không, tự nhiên nghe vậy đó các bạn Tú Hảo đâu có dám đi vô trọng đâu. Thì bạn Tú Hảo á mới gọi điện thoại cho cái con Xuân Đào, alo Xuân Đào hả, tao Tú Hảo đây. Thì mới kêu con Xuân Đào bây giờ mày về liền đi, tao không thích ở nhà một mình. Cái xong rồi con Xuân Đào hỏi ủa tại sao, thì cái con Tú Hảo nó kêu tao nói là tao không thích là tao không thích, mày cứ về đây với tao đi. Khi mà về xong á, khi có con Xuân Đào nó về, nó mới vừa mua đồ cúng về luôn, thì nó mới hỏi con Tú Hảo là có chuyện gì. Thì con Tú Hảo mới kêu là mày đi vô trong phòng tắm mày coi giùm tao trong chổng nó như thế nào, mình dọn sạch chưa. Trời ơi con Tú Hảo nó ghê lắm các bạn, nó sợ mà nó sợ, nó nói rằng nó nói với con Xuân Đào là nó nghe tiếng người tắm ở chổng á, thì con Xuân Đào nó sẽ không dám vô, nên nó giả bộ nó nói vậy cho con Xuân Đào vô. Trời ơi con Xuân Đào vô, con Xuân Đào cũng đâu có biết gì đâu các bạn, nó vô xong nó nói không, ủa mày không có dọn ở, con Xuân Đào nó vô nó coi xong nó không thấy ai trong phòng vệ sinh hết, nó không thấy một đứa nào trong phòng vệ sinh luôn. Xong rồi nó đi ra ngoài nó mới kêu là ủa Tú Hảo tao đâu có thấy cái gì đâu, mày đâu có dọn gì trong chổng đâu, ở trong chổng khô queo à. Mà lạ thiệt, con Tú Hảo rõ ràng nó nghe là có tiếng người xả rồi sen ở trong chổng các bạn đúng không. Cái xong rồi khi mà vừa xong cái con Tú Hảo nó thôi kệ đi, tao không có gì hết, bây giờ mình cúng đi, mình chạy ra cúng. Khi tụi nó vừa chạy ra cúng và cúng xong rồi nha các bạn, và ăn cơm này nọ xong rồi đó, thì tự nhiên cái con Xuân Đào á, cái con Xuân Đào nó mắc ỉa, không biết ăn cái giống gì, làm như lạ món các bạn, lạ món, hình như lên chợ nó ăn gỏi cuốn á các bạn, gỏi cuốn mà chấm mắm nêm, cái dòng mà gỏi cuốn chấm mắm nêm mà nó bỏ nhiều tương ớt á, nó bỏ nhiều ớt á, trời ơi Tào Tháo ruột nó ghê lắm các bạn. Nó vô trong phòng vệ sinh nó mới đi ỉa. Thì khi nó đang đi ỉa vậy, cái con Xuân Đào đang ở trong chổng ỉa mà đang gọi là Naruto Shimbu đang ỉa, thì cái con mà Tú Hảo nó mới ngồi ở ngoài đây nó quét. Thì nó dọn, ăn xong phải dọn chứ đúng không, nó dọn. Thì tự nhiên có ba con chó ở đâu ra chui ra,
ba con chó nha các bạn, một con chó vàng, một con chó hai màu với một con chó đen. Tự nhiên nó đứng trước cái phòng của bạn Tú Hảo với Xuân Đào, nó sủa gâu gâu luôn các bạn, chó mà nó sủa gâu gâu luôn nha. Cái nó sủa hoài, cái bạn Tú Hảo bạn mới kêu á là bạn Tú Hảo bạn tức quá mà các bạn, bạn Tú Hảo bạn tức quá. Mã cha tụi bay, tao biết ăn thịt chó đó nha. Ở dưới quê tao là tao thầm ăn thịt chó nè, cày tơ bảy món tao biết làm hết, tụi bay mà sủa nữa là tao ăn thịt tụi bay hết. Rồi bạn Tú Hảo ghê lắm, tại vì mình nói với các bạn là cái cặp đôi bạn này rất là bá đạo, ăn thịt chó này nọ rất là quẩy luôn, nhậu đêm nhậu mà đi đánh lộn với con trai là chuyện bình thường luôn. Thì bạn Tú Hảo bạn mới nói vậy, mà mấy con chó các bạn nó cứ gâu gâu hoài luôn, mà kiểu giống như là mấy con chó nó sủa nhiệt tình luôn các bạn, nó sủa mà có tâm luôn đó, nó sủa mà bị đuổi mà nó vẫn đứng sủa. Mà bạn Tú Hảo bạn đâu có vừa đâu, bạn Tú Hảo bạn phan dép á các bạn. Trời ơi, bạn phan dép vô mà mấy con chó nó né ra xong nó đứng nó sủa tiếp, dạng giống như là mấy con chó đó giống như là nó thù hận ai ở trong phòng vậy đó. Cái xong nổi hả, cái tự nhiên có một con chó, mà cái con chó màu vàng á nha các bạn, nó chạy thẳng vô trong phòng vệ sinh luôn. Đù, cái con Xuân Đào đang đi vệ sinh, đi nặng, đi vàng đó các bạn. Cái con chó vàng nó, con chó màu vàng luôn nha, nó đi thẳng vô trong phòng vệ sinh, nó đứng nó sủa luôn, nó đứng trước phòng vệ sinh nó sủa vậy. Cái xong rồi cái con Xuân Đào này nè, nó mới kêu là mày ơi, trời chó đâu ra vậy, mày đuổi nó đi, tao đang chợ, tao đang phiêu mà tự nhiên nó làm cắt ngang cuộc tình tao quá, gần ra rồi, nửa rồi, một nửa rồi, cắt đứt luôn cái nửa đó của tao luôn rồi, mày kêu đuổi nó đi đi. Cái xong rồi á, cái con Tú Hảo á, nó kêu là tao đuổi nó hoài đó không đi mày ơi, tao đuổi nó hoài. Cái xong rồi hả, cái con Xuân Đào nó ráng nó rặn cho nhanh, đi vệ sinh cho nhanh để ra đuổi con chó. Nó rặn senpai, nó bắt đầu nó rặn senpai. Look what you make me do, look what you make me do, look what you make me, make me, make me, make me, make me do. Đó, bắt đầu nó hát đi cho, tại vì thường thường con Xuân Đào á đi vệ sinh đi nặng hay gì nó sẽ hát cho nó dễ đi, tại vì cái tánh của nó từ nhỏ tới lớn là như vậy rồi. Thì bắt đầu nó đi vệ sinh xong nó gạt nước các bạn, nó đứng lên nó kéo quần lên hiên ngang như một vị thần. Lúc đó đang mặc đồ ngủ nguyên một bộ đồ bông luôn, hình Hello Kitty nha. Xong cái con Xuân Đào đi ra, dập cái cửa ra. Sao con nào mới, con Xuân Đào mới vừa dập cửa, con Xuân Đào mới vừa dập cửa, con chó nó chạy luôn các bạn. Ba con chó nó chạy luôn, cái con chó màu vàng đó, nó vừa nhìn thấy con Xuân Đào nó bỏ chạy luôn. Cái xong rồi con Xuân Đào kiểu cũng what the fuck man, what the fuck chó, who let the dog out, gì vậy, tao mới vừa ra tao chưa kịp đuổi nó đi luôn rồi. Cái xong rồi hả, cái con Tú Hảo mới vỗ tay chắc mặt mày xấu như chó đó, chó nó gặp nó được nó mới bỏ chạy đó. Ừ, chắc cái mặt mày xấu quá cho nên con chó nó bỏ chạy. Kiểu cái con Tú Hảo á nó giỡn với lại con Xuân Đào, các bạn hiểu không đó, kiểu như là mặt mày giống chó quá nó sợ quá nó bỏ chạy kiểu như vậy. Cái xong rồi đó, cái tối hôm đó cái trời mưa, tại vì các bạn biết không, tối hôm đó là nó trời mưa, xong rồi bắt đầu quy một cái đám mà nhóc ở gần những cái phòng sau á, những cái phòng kế á, người lớn, người ta có con nít đó, tụi nó ra ngoài tắm mưa. Cái hai đứa này Xuân Đào với Tú Hảo các bạn, hồi xuân bắt đầu trở lại tuổi thanh xuân, bắt đầu cũng lết ra háng, lết mấy chị cũng lết háng ra tắm mưa, tắm cho đã một hồi xong mấy chị đi vô ăn, tính là ăn xong rồi mình sẽ đi vô tắm, xong rồi bắt đầu mình lên lầu ngủ. Đó là cái quá trình của mấy chị suy nghĩ trong đầu. Thì tự nhiên nha các bạn, vừa vô đồ ăn thì bày sẵn ở trên bàn rồi, đồ ăn thì bày sẵn ở trên bàn trước khi mà tụi nó bỏ ra ngoài để tụi nó tắm mưa á các bạn. Vô cái đũa muỗng rồi chén dĩa nó nằm loạn xạ luôn các bạn, mà đồ ăn giống như là có ai mới vừa ăn vậy các bạn. Các bạn nghĩ đi, trong phòng không có ai hết mà giống như đồ ăn, cái nguyên một cái bàn đồ ăn nó loạn luôn các bạn, nó loạn luôn nguyên một cái bàn đồ ăn. Cái xong rồi cái con Tú Hảo, để tao suy nghĩ coi, con Tú Hảo nói với con Xuân Đào, để tao suy nghĩ, à chắc là cái con mèo tam thể hồi sáng, chắc là cái con mèo đó đó nó phá đồ ăn của mình. Thôi mày đổ hết đồ ăn luôn đi, nó đụng miệng vô rồi sao mình ăn được, thôi đổ đi Xuân Đào, đổ đi. Thì con Tú Hảo nó mới kêu con Xuân Đào là đổ cái đống đồ ăn nó đi. Khi mà cái con Xuân Đào đem cái đống đồ ăn nó đi đổ á, thì cái con Tú Hảo này nó mới đi tắm, tại vì tắm mưa xong mà các bạn không tắm lại á thì các bạn sẽ bị bệnh, các bạn hiểu không? Thì cái đó ai mà không biết đúng không, các bạn cũng thừa biết. Cái xong rồi con Tú Hảo đang tắm, mà giống như là con Tú Hảo đang tắm gì nè, cái tự nhiên nó giống như là nó rợn người đó các bạn, giống như là có ai đó đứng sau lưng nó mà nhìn nó vậy đó. Nó cảm giác có một cái ánh mắt, có một cái ánh mắt đang face to face với nó. Cái cảm giác đó lạ lắm các bạn, giống như là ai đang nhìn trộm nó mới quay qua. Thì nó không thấy ai hết, nhưng mà nó có cái linh cảm xấu á. Nó tắt dầu sen, nó lau mình luôn, nó mới vô nó xối mấy gào mà mấy má.
nó mới vô xóm mấy gà chuẩn bị gọi đầu nha, chuẩn bị gọi đầu nha. Nhưng mà thôi, lâu mình đi lên lầu luôn ở dơ. Khi mà nó đi lên lầu vậy thì con Xuân Đào quá bắt đầu nó làm việc xong hết rồi thì nó mới đi vô phòng tắm. Thì cái con, lúc này cái con Tú Hảo nó ở trên gác rồi nha, thì không có ai dưới hết. Thì cái con Xuân Đào vô, cái con Xuân Đào nó vô nó tắm thì nó đang tắm vậy nè. Nó cũng có cảm giác y chang như con Tú Hảo luôn các bạn. Nhưng mà nó đang hát, nó đang dò sen, nó đang hát. Thì các bạn biết rồi, mỗi lần mà con Xuân Đào nó đi tắm hoặc là đi vệ sinh thì nó phải hát Singing with the shower đó, nó đang hát vậy đó các bạn. Thì tự nhiên nó cảm giác giống như là có ai đó thở vô cái, giống như có một cái hơi gì đó lạnh lạnh nó thở vô trong cái lưng, mảng lưng của nó nè, đó, trong cái xô của nó đó. Thì cái con Xuân Đào nó mới quay qua nó nhìn thì nó không thấy ai hết. Nhưng mà lạ cái nó cứ đang tắm thì nó giống như có cảm giác ai đứng rình nó. Thì các bạn để ý nha, khi á mà cái con Xuân Đào nó vô á thì nó đã đóng cái cửa rồi, nó đã đóng cái cửa phòng tắm chặt rồi. Mà tự nhiên nó quay lại á thì nó thấy cái cửa phòng tắm hở ra vậy nè, kiểu cái cửa vậy đúng không, cái cửa nó úp vậy. Khi mà nó đóng chặt rồi thì tự nhiên nó quay lại thì nó thấy cái cửa nó hở ra vậy nè các bạn, hở một miếng, hở mé mé đó đó. Thì cái con Xuân Đào này kiểu như là nó nhiều chuyện mà nó muốn biết là ủa sao kỳ vậy, nó mới đứng nó mở cửa nó nhìn vô cái cửa hé hé, nó nhìn ra ngoài để coi coi ai nhìn nó. Chắc nó nghĩ là cái con Tú Hảo nhìn nó, rình nó, chuẩn bị trôn nó đây mà. Khi mà nó nhìn vô trong cái khe đó các bạn, nó nhìn vô trong cái lọt khe đó đó, đó vậy nè, mắt nó vậy nè nha, mắt nó đây cái khe nha, cái lọt khe nha, nó nhìn vô cái lọt khe vậy nè đó. Thì nó thấy nguyên một mặt của một thằng đàn ông luôn, nguyên mặt của một thằng đàn ông nha các bạn, trắng bệch, đưa cái mặt vô vậy nè, nhìn nó vậy nè các bạn. Trời ơi, nó á khẩu luôn các bạn. Cái con Xuân Đào nó thấy vậy đó các bạn, nó không nói được luôn, giống như là ai nó cắn cái lưỡi nó luôn, không nói được nha các bạn. Cái con Xuân Đào á nó không làm gì được hết, nó không nói được. Cái nó bắt đầu nó đổ mồ hôi hộp rồi, nó đóng cái cửa lại liền. Nó mới vừa nhìn ra vậy nè, xong nó thấy rồi, nó đóng cái cửa luôn liền. Cái nó niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nó cứ niệm vậy đó các bạn, nó bắt đầu nó niệm Phật một hồi thì nó không tắm được luôn các bạn, để mình xà bông luôn, nó cuốn hết. Nó bắt đầu nó làm cái yếm á, kiểu mà người ta tắm xong người ta lấy cái khăn người ta quấn vậy nè, xong nó làm cái đầu nó bới cái đầu nó đi lên luôn, người còn xà bông luôn, lên chảnh lâu xà bông luôn. Trời, nó ở dơ, hai cái đứa đó tụi nó ở dơ luôn. Con này bắt đầu nó chắc nó có ghẻ nè, có xà bông trên người mà không chịu tắm đi là mẹ bảo nó là bị ghẻ đó nha các bạn. Cái xong lên chảnh, cái con Tú Hảo mới kêu ủa sao mày không tắm hết đi, xà bông còn dính trên cái cổ nè. Cái đó kêu thôi để tao lau, thôi không sao đâu, tự nhiên tao lại thấy lạnh quá, tao muốn đi lên lầu, tao không muốn tắm nữa, tự nhiên tao hết hứng tắm rồi. Cái xong rồi cái con Tú Hảo kêu quái lạ đó. Xong cái con Xuân Đào nó mới lau mình, nó xong nó vô tắm. Thì tối hôm đó cái con Xuân Đào á nó nằm ở trong góc. Thì các bạn biết là ở trên bảo có kể là cái gác xếp đó, thì cái con Xuân Đào nó nằm ở trong góc đó là cái vách tường. Thì cái con Tú Hảo á nó nằm ngay cái chân giường. Đây là cái giường đi, còn đây là cái rồi đi xuống đây một cái cầu thang nè, là đi xuống nè. Thì nó cái con Tú Hảo nằm ngay đây luôn, nó nằm ngay sát cái chỗ mà gần cầu thang. Thì đêm đang ngủ nè các bạn, tự nhiên 3 giờ đêm, 2 giờ mấy, gần 3 giờ, cái tự nhiên con Tú Hảo nó cảm giác giống như có ai đạp vô trong cái đùi của nó, nguyên một cái bàn chân đạp vô trong cái đùi nó luôn nha các bạn. Mà nó nghe tiếng, tại vì khi mà các bạn đứng ở trên gác xếp á thì nó sẽ nghe tiếng ót ét ót ét, tiếng của tiếng gỗ các bạn, tiếng gỗ đó. Cái tự nhiên có con Tú Hảo nó giật mình vậy, giật mình tỉnh nhất, hú hồn chi mén giật mình tỉnh nhất, quay qua tính chửi con Xuân Đào rồi. Tại vì hả, chỉ có mình con Xuân Đào nằm gần nó thôi, nó nghĩ là con Xuân Đào đánh nó. Nó quay qua thì nó thấy, nói con Xuân Đào nằm xa vậy nè, nó thì nằm sát góc cầu thang, còn con Xuân Đào á thì nằm ngay cái sát mà quay cái mặt vô, mà kiểu quay cái mặt vô vách tường các bạn, khoảng cách rất là xa, không có thể nào mà đạp tới được. Với lại cái con Xuân Đào á nó là một dạng ngủ rất là sâu, nó là một dạng ngủ mà ngủ như heo á các bạn, ngủ sâu lắm. Thì nó nghe cái con Xuân Đào ngáy luôn mà, thì nó mới hỏi ủa sao kỳ vậy, sao con Xuân Đào nó ngủ nhanh vậy, nó mới trôn mình sao nó ngủ nhanh vậy. Thì cái con Tú Hảo này á nó chỉ nghĩ á là chắc là mình nhầm, mình tưởng tượng quá, mình mới vừa về tới đây mình tưởng tượng quá, thôi mình ngủ tiếp. Thì khi mà cái con Tú Hảo nó ngủ á các bạn, nó có cảm giác nha, nó nằm ngủ vậy nè, thì nó đang nằm ngủ như vậy thì nó có cảm giác trời đi xuống rồi nói chứ hết hồn má đang kể chuyện. Thì khi á mà cái con Tú Hảo á nó đang ngủ như vậy thì nó có cảm giác giống như là ai đó nắm cái cẳng chân của nó, nắm vậy nè các bạn, đó, nắm cái cẳng chân của nó nè, mà nắm hai cái cẳng luôn nha, mà lôi nó đi. Nhưng mà
Cái lúc đó thì nó đang mơ mơ màng màng, nó có cảm giác như là có người lôi nó luôn nha các bạn. Cảm giác có người cầm hai cái chân nó lôi đi luôn. Mà nó cảm giác giống như cái tiếng bước chân của người đó luôn, nó nghe luôn, nó nghe được nhịp thở của cái người đó luôn nha các bạn. Thì khi đang lôi nó đi vậy nè, mà kiểu như là nó đang ngủ á, mà nó đang mơ mơ màng màng, nó không có kháng cự được á các bạn. Nó không có kháng cự được. Thì tự nhiên nó mở mắt ra. Nó mở mắt ra, trong cái khi mà nó đang chuẩn bị mở mắt á, thì lúc đó cái người đó dừng lại rồi, người đó không kéo chân nó nữa, người đó không có lôi nó đi nữa, mà người đó dừng lại rồi. Nhưng mà khi mà người đó dừng lại á, thì nó nghe cái tiếng mà giống như tiếng thở các bạn. Trời, thở như chó thở vậy đó các bạn. Cái xong rồi nó mở mắt ra thì nó thấy tự nhiên nó đang nằm trên giường kế cái con Xuân Đào. Cái con Tú Hảo đang nằm trên giường kế con Xuân Đào. Tự nhiên bây giờ nó nằm ngay cái chỗ mà lên xuống đó các bạn. Ngay cái chỗ mà lên xuống cầu thang luôn. Nó nằm ngay đó luôn. Cái giường này đúng không? Nó nằm ngay cái chỗ lên xuống cầu thang luôn. Cái chân của nó để xuống cầu thang luôn. Ghê chưa? Cái chân của cái con Tú Hảo đó để xuống cầu thang luôn. Mà làm như cái người mà lôi nó đi á, nó mập quá lôi không nổi á, người nó thở chắc vậy á. Đợi chút xíu bà uống miếng nước nha. Rồi các bạn biết sao không? Cái sáng ngày hôm sau á, cái con Xuân Đào á, nó không dám kể cho con Tú Hảo nghe cái việc mà nó gặp cái mặt đó. Cái con Tú Hảo cũng không dám kể cho nó nghe cái việc mà cái con Tú Hảo nó bị lôi ra ngoài. Thì cái lúc mà con Tú Hảo á, bị lôi như vậy xong, cái đêm đó khi mà cái con Tú Hảo ngồi dậy á, nó nhìn lại chỗ cái con Xuân Đào ngủ á, thì thấy con Xuân Đào vẫn ngủ các bạn. Thì nó mới bò vô, kỳ này nó sợ lắm các bạn. Con Tú Hảo sợ lắm, nó bò từ từ vô. Nó kêu con Xuân Đào, ê Xuân Đào ơi. Cái con Xuân Đào, ơi, bây giờ mà tối rồi, cho tao ngủ đi. Cái nết kỳ lắm luôn nha má, cái nết rất là kỳ nha má, cho người ta ngủ đi. Cái xong rồi á, cái con Tú Hảo kêu là, ê cho tao vô trong nằm được không, tự nhiên tao thấy lạnh quá à, mày ra ngoài nằm đi. Nhưng thiệt sự á là con Tú Hảo nó sợ ma. Hai lần rồi nha các bạn, hai lần con Tú Hảo đối xử với con Xuân Đào như vậy rồi nha. Cái con Xuân Đào đâu biết gì đâu. Thôi được rồi, mày vô trong đi, tao ra ngoài nằm. Thì khi mà con Xuân Đào ra ngoài nằm thì cũng không có bị gì hết. Cái sáng hôm sau hai đứa đi tìm việc, cũng không có đứa nào dám nói, đứa nào nghe là ừ, tao gặp cái mặt ma, tao gặp cái mặt như vậy nè. Rồi cái con Tú Hảo cũng không dám nói, ừ hôm qua tao bị người ta lôi, mà người ta tao mập quá, tao lo không được, tao lo không hết, tao lo không được. Các bạn hiểu không? Cái xong rồi khi mà đi coi, đi vô trong cái spa đó, thì cái spa đó nhận hai bạn này làm. Thì khi mà nhận xong á, khi mà ra về á, các bạn biết sao không? Thì ở trên cái con Xuân Đào á, cái con nhỏ Xuân Đào á, nó ở trên Sài Gòn này á, thì nó có một cái thằng anh rể và cái chị hai của nó với anh rể của nó thì đã lên Sài Gòn lập nghiệp trước nó rồi. Chị hai của nó và anh rể của nó đã lên Sài Gòn lập nghiệp trước nó. Thì cái thằng anh rể của cái con Xuân Đào á mới rủ hai đứa này là con Xuân Đào với Tú Hảo là tụi em có muốn đi chơi không? Anh dắt tụi em đi một vòng Sài Gòn chơi. Thì cái con Xuân Đào nó mới nói với Tú Hảo á, cái giờ đó là cũng khoảng gần chiều gần tối rồi. Thì cái con Xuân Đào nó mới hỏi Tú Hảo là bây giờ là mày muốn đi chơi với anh rể tao với là chị hai tao không? Thì cái con Tú Hảo nó mới trả lời là thôi tao đi không được, tao mệt rồi, nguyên một ngày hôm nay đi tìm việc vòng vòng ở trong cái thành phố, trong cái quận này tao mệt lắm rồi, thôi tao về nhà tao ngủ, còn mày đi chơi đâu thì mày đi chơi đi. Thì hai đứa thì chỉ có một chiếc xe thôi, hai đứa là chỉ có một chiếc xe. Thì cái con Tú Hảo này á thì nó lấy cái xe đi về trước, còn cái con Xuân Đào là bắt taxi đi về cái chỗ thằng anh rể nó để đi chơi. Thì cái hôm đó con Tú Hảo nó về trước nha, thì nó ăn uống này nọ xong hết trơn rồi, nó tắm rửa xong rồi thì nó lên trên gác nó ngủ. Cái đó là gần tối rồi nha các bạn, thì nó vừa lên trên gác ngủ, lúc đó cái con Xuân Đào chưa có về, con Xuân Đào chưa có về nha. Thì gần tối rồi, cái tự nhiên cái con Tú Hảo nó nghe ở ngoài cửa có một tiếng gõ cửa. Mà cái người đó nói với con Tú Hảo á là cái giọng của con Xuân Đào nha các bạn. Nói bằng giọng của con Xuân Đào kêu là Tú Hảo ơi, tao Xuân Đào nè, mày xuống mở cửa cho tao đi, tao về rồi, mày mở cửa cho tao đi Hảo. Con Tú Hảo vừa nghe như vậy xong, tại vì các bạn biết không, tụi này á là nó đã gọi là chị em xương máu rồi, chị em mà gọi là cắm gót giày ăn thề rồi các bạn.
chị em cắm móc về ăn thề rồi. Cho nên hả, nó nghe cái giọng là nó nhận ra liền. Sau khi mà cái con Tú Hảo nghe vậy xong, con Tú Hảo xuống liền, mở cửa liền. Khi mà con Tú Hảo mở cửa ra thì không thấy ai hết, không thấy ai đứng ngoài cửa luôn. Thì cái con Tú Hảo này á, nó mới nghĩ là con Xuân Đào nó trôn mình. Chắc là cái con Xuân Đào nó trôn mình, tại vì hai đứa này hay ở với nhau là hay trôn nha các bạn. Đó, nhiều khi cái con hả mà Xuân Đào mà nó móc nách của nó xong, nó đưa cho con Tú Hảo hửi, nó kêu là Tú Hảo ơi, mày hửi cái mùi dầu thơm này, tao mới mua tao xịt coi có thơm không. Cái con Tú Hảo nó cũng hửi luôn mà, ai vậy là mùi nách. Đó, thì tụi nó hay trôn nhau vậy thì cái con Tú Hảo nó chết tao rồi, chắc con này trôn tao nữa. Xong cái con Tú Hảo nó cũng cẩn thận đó các bạn, nó mở cửa ra nó không thấy ai hết trơn. Nó mới ngó đầu ra vậy nè. Nó ngó đầu ra nha. Nó nhìn chung quanh. Đây là cái ngõ cụt rồi má. Đây là cái ngõ cụt rồi, tại vì cái phòng tụi nó là phòng cuối rồi mấy má. Số 13 phòng cuối rồi. Cái nó nhìn qua nhìn lại thì nó không thấy ai hết. Mà chung quanh nó kiểu cũng không có phải thuộc dạng mà rừng cây tùm đâu mấy má. Không có phải là phía sau nhà em mà rừng cây tùm đâu. Em trồng sầu riêng trái dừa đâu nha, không có. Này là thành phố Hồ Chí Minh nha má. Thành phố Hồ Chí Minh. Cái sau mà cái con Tú Hảo nó tức quá mà, nó mới la lên. Xuân Đào, tao nói cho mày biết á, mày không vô tao khóa cửa luôn. Đứng ngoài luôn đi má, trốn tìm luôn đi má, không ai chơi đâu má. Xong cái con Tú Hảo á, nó mới đóng cửa lại. Ông khoan đợi bọn uống miếng nước cái. Tự nhiên đau họng á. Con Tú Hảo á, nó đóng cửa lại. Khi nó vừa đóng cửa lại, nó lên trên gác nha các bạn. Nó vừa lên trên gác, nó lại nghe tiếng gõ cửa nữa. Nó mới vừa lên đặt đít nằm xuống nha, nó nghe tiếng gõ cửa nữa. Thì xong á, cái con Tú Hảo á, nó biết là, nó nghĩ là con Xuân Đào. Nó mới kêu, nó mới la từ trên, nó la xuống kêu là vô đi má, tao không có khóa cửa. Mệt ghê à. Giỡn hớt. Lớn rồi tánh lanh chanh làm trình bồn. Cái xong rồi á, các bạn biết không, kỳ này không phải là tiếng của con Xuân Đào trả lời lại nó. Không phải là tiếng của con Xuân Đào, mà là tiếng của một người đàn ông. Người đàn ông nó nói với con Tú Hảo là trời ơi, ở trên đây á, nhiều trộm cướp lắm á, tại sao không chịu khóa cửa lại vậy? Không khóa cửa lại rồi trộm cướp nó vô, nó ăn cắp đồ sao em? Trời ơi má, giống một người đàn ông. Trời ơi, giống một người đàn ông má. Con Tú Hảo nghe xong là bái giấy bù dù ngồi lại liền. Nó kêu, nó nghĩ á, là cái người đàn ông đó là cái ông chủ nhà. Nó nghĩ cái người đàn ông đó là ông chủ nhà, cho nên nó ngồi dậy liền. Nó dạ con xuống khóa cửa liền. Dạ con xuống khóa cửa liền. Khi mà nó ngồi dậy á, thì nó nhìn thấy cái cửa đã mở. Cái cửa ở dưới nhà đã mở, nhưng mà không có ai đứng ngoài hết các bạn. No. Nó không có ai đứng ngoài luôn. Xong rồi cái con Tú Hảo, nó để tay lên lồng ngực lét. Nó để tay lên lồng ngực, take a deep breath, hít thở sâu. Thì tự nhiên nó nhận được một cuộc cell phone, một cuộc gọi điện thoại. Không ai khác gọi nó, con Xuân Đào gọi nó. Con Tú Hảo bắt máy lên. Cái con Tú Hảo mới kêu là sao mày không chịu vô nhà, đứng ngoài làm gì vậy má? Cái con Xuân Đào mới kêu gì vậy mẹ, tao giờ mới chuẩn bị về. Bây giờ sao, tao về tao tính mua đồ ăn cho mày nè, mày ăn cái gì? Mày muốn ăn cái gì? Thì cái con á, cái con Tú Hảo nghĩ rằng à, chắc là cái con Xuân Đào này nó đi ra ngoài ngõ. Nó về rồi nhưng mà nó đi ra ngoài ngõ, nó tính mua đồ cho mình. Tại vì ở ngoài ngõ của mấy bạn này nè, có bán bột chiên, hủ tiếu, rồi có bán bánh bao, có bán xôi mặn, rồi có bán hả là hoành thánh chiên, rồi nói chung là bán bánh xèo, gỏi cuốn này nọ đủ thứ hết. Ở ngoài nó bán nhiều lắm, buổi đêm là ở ngoài nó bán nhiều. Cái xong rồi cái con Tú Hảo này nó mới nói nghe vậy, nó kêu ờ, vậy thì mày mua cho tao một hộp bột chiên nha. Bột chiên 2 trứng. Đó, bột chiên 2 trứng lấy nhiều bột. Thì khi nói vậy xong cái con Tú Hảo nó mới nghĩ lại, ủa sao kỳ vậy? Ủa, vậy là nãy giờ con Xuân Đào nó chưa có về. Vậy nãy giờ ai? Nãy giờ ai? Ai là người đứng ở ngoài? Thì cái con Tú Hảo này á, nó xuống dưới, nó ngồi ở ngoài đường luôn. Nó không dám ở trong nhà nữa. Con Tú Hảo này nó xuống dưới, nó ngồi ở ngoài đường, nó không dám ở trong nhà nha các bạn. Nó để cái con Xuân Đào về. Khi cái con Xuân Đào vừa về á, thì cái con Tú Hảo kéo con Xuân Đào lại, hỏi chuyện, hỏi là ủa, hồi nãy mày về, có phải là mày về trước xong rồi mày gõ cửa, xong rồi mày muốn đi mua đồ ăn cho tao rồi mày bỏ ra ngoài mày mua đúng không? Đúng không Xuân Đào? Thì cái con Xuân Đào kêu là đâu có đâu má, tao mới vừa về tới nơi, thì tao mới gọi đi hỏi chứ nãy giờ tao chưa có vô nhà, giờ tao mới vô nhà nè. Trời ơi, cái con Tú Hảo nghe xong má, trời ơi, con Tú Hảo nó kể hết chuyện cho cái con Xuân Đào nghe luôn.
cái con Xuân Đào mới kêu là chắc là nguyên ngày hôm nay mày mệt, tại vì ngay từ cái buổi trưa mà bắt đầu đi kiếm việc làm á, đi vòng vòng ở trong cái quận này rồi thành phố á, nó rất là mệt, cho nên cái con Xuân Đào mới kêu là chắc là mày ở Tú Hảo mày bị mệt á, thôi mày nằm nghỉ đi, mày ăn xong cái bịch bột chiên này á, xong mày lên lầu nằm nghỉ đi. Thì tối hôm đó nha bạn, các bạn, sau khi mà tụi nó bắt đầu dàn xếp xong á, tụi nó lên trển tụi nó ngủ á, thì tự nhiên tụi nó đang ngủ với nhau gì nè các bạn, mới vừa đặt nó xuống ngủ khoảng 1 tiếng mấy 3 tiếng sau là gần 12 giờ đúng nha, 12 giờ đúng, qua 12 giờ một chút là khoảng 12 giờ 10 phút, 12 giờ 5 phút gì á, thì tự nhiên tụi nó khóa cửa bên trong rồi. Tụi nó ngủ rồi, tụi nó mặc thiệt sự có người trong nhà thì khóa cửa bên trong, ai khóa cửa bên ngoài đúng không, tụi nó khóa cửa bên trong rồi, tự nhiên tụi nó nghe có tiếng mở cửa, tụi nó nghe có tiếng mở cửa nha, đang nằm ở trên gác xếp vậy nè mà tự nhiên ở dưới nghe có tiếng mở cửa. Mà trong khi các bạn nghĩ đi, mình khóa cửa bên trong thì đứa nào mà mở được cửa, đứa nào mà mở được cửa. Xong rồi tụi nó nghe vậy nha, cái xong rồi cái bắt đầu cái con Tú Hảo nó nắm tay con Xuân Đào rồi nè, cái con Xuân Đào với con Tú Hảo nhìn nhau, tụi nó bịt miệng vậy nè các bạn, bịt miệng vậy nè, không phải là tụi nó bị hôi miệng đâu nha, mà tại vì tụi nó sợ tụi nó phát âm ra tiếng có người lên đó các bạn, hiểu không? Sau khi vậy tụi nó nghe tiếng bước chân rõ ràng, tiếng bước chân, tại vì đi trên nền gạch có tiếng bước chân rõ ràng, xong rồi có tiếng cầm cái nắm chìa khóa các bạn để lên trên tủ. Trời ơi, có tiếng cầm cái nắm chìa khóa nha, để lên trên tủ, nghe trộn mắt cỡ mà da gà da vịt nè, ai ăn da gà da gà chiên nước mắm không? Tụi nó nghe có tiếng đi vô mà xong có tiếng để cái chùm chìa khóa lên trên tủ nữa mấy má. Xong rồi cái tiếng đi thẳng vô trong cái phòng vệ sinh mà tắm rửa luôn. Đi thẳng vô phòng vệ sinh tắm rửa luôn. Xong rồi cái con Xuân Đào này á, nó mới kêu với con Tú Hảo là không được rồi, 1, 2, 3 là đi xuống dưới. Mình không có thể nào mà mình chịu trận ở đây được, lỡ nó lên nó đâm mình thì sao, nó lụi mình cái nó chết sao, đời con gái còn bao nhiêu đâu, còn bao nhiêu thanh xuân, tao còn chưa có chồng mà. Xong rồi bắt đầu đi xuống 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 từ 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 từ. Con Xuân Đào lúc nào nó cũng đi trước hết đó, con Xuân Đào lúc nào nó cũng bảo vệ con Tú Hảo á. Con Xuân Đào lúc nào nó cũng bảo vệ con Tú Hảo hết. Tại vì con Xuân Đào á nó rất là mạnh mẽ các bạn hiểu không? Nó xung phong đi trước. Mà thí dụ mà nó cũng không xung phong á thì con Tú Hảo cũng bắt nó đi trước à. Đi xuống nha các bạn, cái con Xuân Đào đứng một hồi, đứng vô, đứng ngay cái chỗ mà phòng vệ sinh á, vừa mở cửa cái phòng vệ sinh ra, không thấy ai trong phòng vệ sinh hết. Mà cái phòng vệ sinh á nó vẫn còn nguyên cái vị trí đó, không có thấy nước mà bị vơi đi luôn. Thì bắt đầu hai đứa này sợ quá mới nhào ra ngoài cửa, mở cửa. Hai đứa này bắt đầu mở cửa, đập cửa, mở cửa ra. Thì khi mở cửa vậy đó các bạn, tự nhiên cái cửa bỏ chìa khóa vô đút hoài, đút. Cứ vậy nè, cứ đút chìa khóa vô vậy nè. Đó, cứ đút chìa khóa vô, không có mở ra được. Tự nhiên không mở ra được các bạn, cái xong là hai đứa bắt đầu la lên. Cái xong mà tự nhiên ở trên trán của tụi nó tự nhiên có cái gì đó mà nước nó nhỏ xuống. Mà lát hồi nha, tụi nó thấy máu nhỏ từ trên đầu tụi nó nhỏ xuống nha các bạn, ở trên trời nó nhỏ máu xuống. Cái xong rồi bắt đầu con Xuân Đào với con Tú Hảo nhìn lên nha, thấy nguyên một người đàn ông thắt cổ nha các bạn, tự tử mà thắt ở trên trần nhà đó các bạn, đưa nguyên cái người mà đưa nguyên cái mặt nhìn tụi nó vậy nè. Con Xuân Đào nhận ra cái mặt đó luôn, cái mặt đó chính là cái mặt mà hôm đợt ngày đầu tiên á mà tụi nó vô á, tụi nó thấy cái con Xuân Đào thấy cái mặt đó. Trời ơi, nguyên một người đàn ông thắt cổ tự tử mày à. Đứng từ trên trần nhà đứng nhìn xuống tụi nó. Trời ơi, bắt đầu tụi nó mở cửa không được, tụi nó khóc nha, tụi nó ôm nha, tụi nó khóc quá trời, tụi nó khóc ơi là tụi nó khóc. Xong rồi tụi nó mở được ổ khóa rồi á, tụi nó mở được ổ khóa luôn rồi nha, tụi nó mở cửa ra, tụi nó bỏ cái ổ khóa ra mà tụi nó mở cửa đẩy cửa ra vẫn không được, mặc dù là mở ổ khóa rồi, không biết lý do tại sao luôn. Cái xong rồi tụi nó bắt đầu la đập cửa, ở trong này tụi nó đập cửa la lên. Thì ở đằng xa, ở kế bên phòng á, kế bên này nè, có một cái thằng nó cũng là sinh viên, có một cái thằng nó là sinh viên nha, nó tên là Chí Thành. Có một thằng nó cũng là sinh viên, nó đang ôn thi, cái thằng Chí Thành nó đang ôn thi các bạn, nó đeo kính vô nó học bài, nó đang ôn thi vậy nè. Đó, cái thằng Chí Thành nó đeo kính vô nó học bài, đang ôn thi đó. Cái tự nhiên thằng Chí Thành nó nghe bên đây có hai tiếng của hai cái con nhỏ nó la, thì nó cởi cái cặp kính của nó ra mỏ lên, nó chạy ra ngoài nó xem con, nó cầu hai con nó cầu cứu mà. Thì thằng Chí Thành nó mới vừa tới nó mở cửa cái một à, thằng Chí Thành nó mới vừa tới mở cửa đúng một cái một thôi là hai con nó chạy ra luôn. Cái xong rồi hai cái con đó nó ôm thằng Chí Thành nó khóc quá trời luôn, trời nó làm như người thân luôn các bạn, nó làm như là người thân của nó luôn, nó đứng nó khóc, rồi nó khóc giống như thằng Chí Thành nó chết rồi vậy đó. Cái xong thằng Chí Thành nó mới kêu cái cô bình tĩnh, có chuyện gì vậy,
cái xong rồi hả, cái con Xuân Đạo mới kêu anh ơi vô trong nhà đi, có người tự tử, có người treo cổ tự tử trong nhà em. Cái thằng Chí Thành nó mới đi vô, nó ngước lên thì nó đâu thấy cái gì đâu các bạn, nó không thấy cái gì hết. Thì nó kêu là có chuyện gì vậy, các em kể cho anh nghe đi. Thì xong rồi hai cái đứa này cứ đứng khóc hoài. Cái thằng Chí Thành nó mới kêu là thôi bây giờ hai đứa em vô phòng anh nha, giờ hai đứa em vô phòng anh, bình tĩnh bình tĩnh nè, hai đứa em vô phòng anh đi, rồi hai có gì từ từ mình nói. Ví dụ mà em sợ không có ở phòng em được á thì hai đứa em vô phòng anh nha, rồi vô đây vô đây vô đây. Mặt vàng quá má, mặt vàng quá. Cái thằng Chí Thành nó mới dắt cái con Xuân Đào với cái con Tú Hảo đi vô. Thì khi đi vô á, cái con Xuân Đào với Tú Hảo kể hết cho thằng Chí Thành nghe. Xong rồi hả, gọi điện thoại lập tức cho cái ông chủ nhà luôn, tại vì không có dám ở đây nữa, kêu ông chủ nhà tới mà kiểu như là xin trả cọc hay nòi nọ, đòi lại con có được không á, đòi lại có được không á. Nhưng mà thiệt sự là đòi lại không có được đâu mấy má nha. Xong khi mà cái ông chủ mà phòng tới á, thì cái tụi này á mới kể trong chủ phòng nghe hết luôn. Tụi này, mấy đứa này nó đứng ở trong phòng của thằng Chí Thành, nó đâu có dám đứng ở trong phòng của tụi nó đâu, tụi nó kể hết cho ông này luôn. Thì cái ông này mới kêu là trời ơi, tôi tưởng các cô á không có sợ, bác tưởng các con không có sợ, tại vì các con nói các con đâu có sợ ma đâu, các con có giỏ này nọ thì bác nghĩ là các con ở được. Tại vì cái nhà này nè, tại sao mà bác cho giá rẻ, tại vì hồi trước á cũng có một cái cặp đôi nó ở đây, nhưng mà có cái con nhỏ này nè là nó vợ của cái thằng này, mà nó cấm sừng thằng này, nó đi cặp với thằng khác á, xong thằng này nó tự tử ở đây, cho nên hả nó chết ở đây, nó treo cổ ở đây nè, cho nên hả bác mới để cái giá thấp như vậy. Mà tụi con nói tụi con không sợ ma mà sao giờ tụi con kỳ quá vậy. Xong nghe xong vậy luôn á, là cái con nhỏ Tú Hảo với Xuân Đạo bỏ đi luôn, không có dám mướn nữa, kệ luôn, cho mày cọc luôn, nó cho mày cọc luôn, coi như tao cúng cô hồn đi tiếng cho khác ở, không dám ở đó nữa. Uống miếng nước cái nha, uống miếng nước cái khác quá, khác quá mấy má ơi. Kể tiếp nè. Các bạn đừng quên hãy share đi chim ủng hộ bảo nha. Bây giờ câu chuyện tiếp theo là câu chuyện sẽ ghê hơn, ghê hơn câu chuyện trước luôn. Ngồi yên nha mấy má, sit down please, sit down please. Câu chuyện này á là của một bạn tên là Kha Hoàng Lê. Kha Hoàng Lê đã gửi cho chúng ta cái câu chuyện này, là của ông ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn tên một cái tên nha, Thành Kha. Ông ngoại bạn tên là Nguyễn Thành Kha. Là ông ngoại của bạn Kha Hoàng Lê, và là bạn, cái ông ngoại đó tên là Nguyễn Thành Kha đó. Thì cái ông đó là vào một năm 1980 á, thì ở dưới Cà Mau, 1980 thì ở dưới Cà Mau á, thì cái chỗ của ông gần cái ông Nguyễn Thành Kha này ở nè, là cái chỗ đó có rất là nhiều cá, chỗ đó rất rất là nhiều cá ở đó luôn. Cái hả sáng nào á, người ta cũng từ ở xa xuống cái chỗ mà gần chỗ ông á để gọi là bới cá rồi là câu cá này nọ các bạn. Tại vì ở chỗ không biết sao mà cái chỗ gần ông Thành Kha có cái một cái sông á, sông rất là nhiều cá luôn. Thì cái thời đó đó, ở dưới mà Cà Mau có chỗ ổng á là rất là nhiều người xuống dưới đó câu. Thì cái ông Thành Kha này nè, kiểu như là ông tham á, ông ngoại của bạn Kha Hoàng Lê á, ổng tham, ổng muốn bắt nhiều cá hơn người ta, cho nên ổng đi vào khoảng 2-3 giờ. Ổng tham, ổng đi vào khoảng 2-3 giờ để ổng câu cá. Thì ổng đi ra ngoài, ổng đi cái thuyền lá đó các bạn, cái thuyền ba lá đó, ổng đi ra ngoài, ổng bơi vậy nè, cái ổng câu, ổng câu nguyên một đêm lúc 3 giờ. Trời, 3 giờ mà đi câu cá. Ông Thành Kha bị gọi là trứng rụng á, kiểu như là thời kỳ đồ đá đó, ổng bây giờ là ổng điếc không sợ súng rồi. Ổng câu một hồi, cái ông Thành Kha ổng câu một hồi á, thì cái vỏ cá của ổng đầy, vỏ cá của ổng gần đầy nha. Thì tự nhiên ổng khi mà gần đầy rồi đó, thì ổng cầm cái câu vậy nè, cầm cái câu cá đó, cầm cái câu cá, tự nhiên ổng thấy nặng chịch, nặng chịch, giống như là có cái con gì đó đớp cái mồi của ổng mà nặng chịch luôn nha các bạn. Ổng cá lớn, xong rồi khi mà ổng kéo hoài mà kéo không được các bạn, cứ vậy nè, mà cái con nó không có lên, cái con cá đó nó không có lên nha. Thì kéo một hồi không hiểu làm sao mà ổng bị dạt vô trong bờ hồ nào không hay luôn. Cái ông Thành Kha đó đó, Nguyễn Thành Kha, ổng dạt vô trong bờ hồ nào không hay. Thì tự nhiên ổng thấy lắc hồi, ổng thấy ổng đứng ở, ổng đứng cái thuyền của ổng sát bờ luôn, mà ngay cái bụi lứt, ngay cái bụi lứt đó các bạn, ngay không biết cái bụi đó tên gì mà các bạn, nó là bụi lứt nguyên một cái bụi bự nè. Cái ổng cứ ra sức kéo, ông Thành Kha đó, ổng cứ vậy,
Xong rồi các bạn biết sao không? Khi mà ông Thành Kha ông kéo hoài không nổi á, thì giống như là ông đang kéo một hồi á, thì ông cảm giác á có một ai đó đứng sau lưng ổng. Ông cảm giác có người đứng sau lưng ổng mà. Ông thấy ớn ra gà, xong cái tự nhiên ông cầm cái cần câu ông quay mặt lại. Trời má cởi mà ớn ra kìa. Ông quay mặt lại, ông thấy nguyên một cái người đàn ông. Một người đàn ông nha, lớn tuổi rồi, kiểu lớn lớn tuổi khoảng 50 tuổi rồi. Cái mặt trắng bệt à, mặc nguyên một bộ đồ bà ba đen. Mặt trắng bệt, mặc nguyên một bộ bà ba đen từ trên xuống dưới. Mà các bạn biết để cái kiểu mà cái khăn á, mà cái khăn ô mà ô trắng ô đen các bạn mà bới tóc lên như nè. Cái người đàn ông nó cứ đứng ở trên bờ, các bạn đứng ngay cái bụi lứt á, đứng ngay cái bụi lứt á, nhìn cái ông Thành Kha mà cứ đứng như nè. Trời, cứ đứng trợn mắt lên nhìn ông Thành Kha vậy đó các bạn. Trời, đứng vậy đó, xong rồi ông Thành Kha ổng cứ nhìn ông này hoài luôn, tại vì ổng biết là tụi mắt, trời ơi tụi mắt, chắc mình gặp ma rồi. Thiệt sự là ổng có cảm nhận như vậy, tại vì bây giờ bắt đầu phay tu phay rồi mà tự nhiên ổng cảm thấy ổng cầm cái cần câu mà ổng cứng đơ người luôn. Ông Thành Kha ổng cứ cứng đơ người, ổng không làm gì được hết. Thì tự nhiên khi mà hai cái người đó đang nhìn nhau á, là ông Thành Kha đang nhìn cái ông mà mặc bộ đồ bà ba đen đó đó, thì tự nhiên cái ông mặc bộ đồ bà ba đen đó đi tiến lại từ từ ông Thành Kha. Ổng tiến lại từ từ ông Thành Kha, nhưng mà ông Thành Kha ổng không nhúc nhích được các bạn, hiểu không? Ổng không nhúc nhích được luôn. Ổng cứ cày giật nè. Ổng không thể nào mà đi được luôn, ổng bị á khẩu, ổng cũng không la lên được. Cái tự nhiên ổng thấy á, ông Thành Kha ổng thấy cái người đó đi từ từ lại ổng, xong tự nhiên người đó chạy một mạch xuống dưới xong luôn, kiểu giống các bạn, hiểu không? Ông Thành Kha đứng đây, cái người đó chạy từ từ lại ổng, xong cái người đó nhảy xuống sông luôn. Tự nhiên nhảy xuống sông vậy các bạn, mắc bố làm như trời nóng lắm vậy sao á. Cái ông Thành Kha thấy cái người đó nhảy xuống sông như vậy, cái ổng mới tự nhiên lúc đó ổng giống như là được thả ra các bạn. Ổng được thả ra, cái ổng nhìn xuống dưới nước á, thì ổng không thấy cái gì nữa. Tự nhiên nhảy xuống một cái xong mất tích luôn. Cái người đàn ông nó nhảy xuống một cái là mất tích luôn nha. Cái xong rồi ông Thành Kha ổng cứ ra sức kéo. Ổng cứ ra sức kéo cái con cá mà mắc vô câu ổng á, thì ổng ra đang kéo vậy nè. Ổng cũng mặc kệ luôn, ổng nghĩ là chắc thôi mình bị qua mắt ngày kia bỏ qua. Nhưng mà cái điều mà ổng quan tâm á là cái con cá ở dưới có bự hay không, cái con cá ở dưới có chắc nịch hay không, các bạn hiểu không? Thì khi mà ổng kéo lên một hồi á, thì tự nhiên ở dưới mặt nước á, ngay cái chỗ mà cái sợi dây câu của ổng á, nó nổi lên từ từ nha các bạn. Cái sợi dây câu của ổng mắc vô một cái gì đó màu đen. Khi mà nổi lên á, lát hồi ổng nhìn kỹ nha, ổng chuẩn bị xuống dưới để lấy cái con cá, ổng tưởng là cá, ông Thành Kha tưởng là cá, ổng mới chuẩn bị xuống dưới lấy cái con cá đó lên. Thì khi mình vừa mà kể các bạn vừa mà ngồi xuống á, mà nhìn xuống dưới nước á, thì cái mặt của người đàn ông á, có một cái mặt của người đàn ông đưa một nửa cái mặt lên như này các bạn, đưa một nửa cái mặt từ dưới sông đây, ở một cái nửa mặt ở đây dưới sông đúng không, một nửa mặt này ở trên, ngước mặt lên mà trợn mắt luôn nha các bạn. Trời má, ở dưới nước mà trợn mắt, các bạn biết đi, ở dưới sông nó toàn là bụi bẩn không, mà nó còn chưa được như là hồ bơi kỳ đồng nữa, nó còn chưa được như là hồ bơi kỳ đồng nữa, thì làm sao mà mở mắt được đó. Thì thấy người đàn ông nó một nửa mặt vậy nè, ở bên đây nè, mở mắt ra nhìn ổng mà còn cười với ổng nữa. Cái người đàn ông nó không ai khác á, là cái người hồi nãy đứng vừa đứng sau lưng ổng luôn. Mà cái cần câu của ổng hồi nãy móc vô cái người đó luôn các bạn. Cái người đó trời vậy nhìn ổng mà còn cười nữa. Trời ơi, xong ông Thành Kha ổng sợ quá các bạn. Ổng bỏ cây, ổng tại vì cái thuyền của ổng á là đã gần cái bụi lứt ở trên bờ rồi, ổng leo lên trên bờ ổng chạy luôn. Ủa mắt cởi mà ớn lạnh nha các bạn. Leo lên trên bờ chạy một hồi nha, chạy một hồi. Thì tự nhiên ổng có cảm giác giống như là có ai đó rượt theo mình. Tại vì ổng đi hoài mà các bạn biết ổng càng đi á thì giống như là ổng đứng yên tại chỗ vậy đó, chứ không phải ổng đi. Rõ ràng là trong cái tiềm thức của ổng là ổng đang chạy, ông Thành Kha ổng đang chạy. Nhưng mà không hiểu tại sao mà cảm giác ủa sao đứng yên tại chỗ, giống như là các bạn đang chạy trên máy chạy bộ vậy đó các bạn. Đứng yên tại chỗ à. Cái xong rồi ổng mới quay lại. Cái ông Thành Kha đó ổng quay lại thì ổng thấy nha. Cái người đàn ông hồi nãy đó, các bạn mặc bộ đồ là bà ba đen á, đứng nhảy lên mà nhìn ổng cười hoài luôn, mà người đàn ông nó cứ cười mà cười lớn các bạn, mà cười ha hả luôn á. Mà vừa không phải là kiểu là nó nhảy chân sáo á, mà nó không phải nó nhảy chân sáo nữa, mà nó nhảy từ đây qua bên kia, nhảy từ từ lại chỗ ông Thành Kha này, nhảy giống vậy nè. Nó nhảy như ma cà tưng vậy các bạn, nó nhảy cái người đàn ông đó mặc áo bà ba, nó nhảy từ từ lại ông Thành Kha, tiến lại gần ông Thành Kha. Thì bắt đầu ông Thành Kha này ổng sợ quá rồi các bạn. Cái người đàn ông nó nhìn ổng cười một hồi, cái ổng sợ quá, ổng xỉu tại chỗ luôn. Ông Thành Kha ổng xỉu tại chỗ luôn. Xong rồi hả, sáng khi mà ông Thành Kha thức dậy á, sáng ông Thành Kha ngủ dậy á, thì ông Thành Kha thấy ông Thành Kha đang nằm ở trong bụi lứt.
ông Thành Kha ổng thấy ổng đang nằm trong bụi lứt, khi mà ổng xỉu xong thì sáng dậy ổng thấy, ổng mở mắt ra ổng thấy ổng nằm trong bụi lứt luôn. Cái bụi lứt á, mà cái hôm qua á, cái ghe của ổng mà tấp vô trong cái bụi đó đó, ổng nằm ở trong bụi đó luôn, là cái bụi mà cái người đàn ông mặc áo bà ba đen á đứng nhìn ổng á, là cái chỗ mà người đàn ông nó đứng nhìn ổng đó. Còn cái vỏ cá hả, cái vỏ cá của ông Thành Kha mất hết trơn luôn, không còn một con cá nào luôn. Trời, cảm ơn các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở trong hẹn gặp lại các bạn vào thứ sáu tuần sau nha. Các bạn hãy nhớ rằng Bảo kể chuyện vào thứ sáu hàng tuần vào lúc 9 giờ tối. Rồi, bye bye các bạn nha, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn nha, bye bye, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.